Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình xin làm một cái video đó là chuyển cái máy xúc Comat xanh này của mình lên xe ô tô các bác nhá. Thì hôm qua thì mình có chuyển máy về đây nhưng mà đến bây giờ mới có việc thì mình lại tiếp tục chuyển để đi làm. Máy quá, hôm nay để cái máy như thế này thì cái chiều nắng nó lại không bị dọi vào ghế thì nó đỡ bị nóng các bác ạ. Mặt chiều cái này để ở đây rồi thì nó cần phải kiểm tra qua một chút cái tắt cái này đi, bật lên một chút này, mình sẽ kiểm tra qua cái dầu nhớt của cái máy này xem liệu nó có còn không. Ui, vẫn thoải mái anh em nhé. Thôi cái công đoạn đó thì hôm nào rỗi tranh thủ buổi sáng mình sẽ quay cho anh em thôi. Mình cứ bật chìa khóa lên khoảng độ 10 đến 15 giây đi, cho bơm dầu nó bơm đi cho nó gọi là trơn tru đi, xong bắt đầu mình mới quay ra để mình đè lên thì nó một phát ăn ngay luôn. Cái máy này, cái quạt này rất là mạnh anh em nhá, quạt này cực kỳ mạnh luôn, thổi rất là mát luôn này. Thế là cái giọng nói của mình khi mà bật cái quạt này là nó ù đi một tí đấy các bác. Quay cái máy cho cái đầu ben đi đằng trước các bác nhá. Quay thêm một lần nữa. Đây là có mấy củ lạc của các bác thôi nhỏ ở đây này. Ngồi tí nữa đi. Nó phải vuông vuông một tí thì mình đi nó sẽ an toàn hơn. Thả cái men đúng không nhá. Thằng mà quay lại cho nó đỡ bị dốc. Cái đằng bên này nó có cái mái nhà này. Đó. Quay lại xong mình lại chống cái men lên này. Đó, chống cái men cho nó nổi cái xích lên, xong mình bắt đầu mới tiến vào thêm. Đó. Khi mà vào rồi mình sẽ lại nhấc cái men lên này. Đó, nhấc hết cơ đi. Đấy, xong rồi chống nó lên thôi. Xong rồi tiến nó sang anh em nhé. Đó. Ok, mình sẽ để như thế này. Bây giờ mình sẽ lên chuyển máy lên cái đầu trên, xong là khi đến chỗ xuống máy thì mình sẽ xuống cái máy này để làm ở trên đó cho anh em nhé. Ok anh em chờ mình một lát. Ok anh em nhé, vừa rồi thì mình vừa mới chuyển cái máy xuống đây rồi, nhưng mà bây giờ thì tranh thủ của cái lúc chờ xe thì mình không quay cái video kia, thì bây giờ đến công đoạn làm việc thì mình sẽ lên để mình quay để trồng cái cây này có nhá, phải hỗ trợ xe cẩu. Ok, bây giờ mình sẽ đội camera ăn đầu đi, máy thì vừa mới nổ xong. Đó. Lúc nãy lên đến đây thì chờ lâu quá, cho nên là mình chưa kịp và... Đây, nó có một cái khung của cái xe ô tô mà nó bị tai nạn đấy quá, nên là nhìn nó còn đúng gió, người ta để ở đây. Trông thế có sâu quá không? Thế à? Như thế có sâu quá không? Hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm.
muốn xoay cái cảnh nó ngược lại hay sao các bạn? Thế thì nhấc cần lên nhả cáp ra. Đúng rồi. Đó đổ, ở đây có cây hoa ban màu đỏ. Bây giờ cái cây này nghiệm. Trông thấy có sâu quá không? Không sợ sâu đâu gì. Thế thì lấp đất vào là được thôi. Cái ghế của mình nó chưa có cái phần hạt đấy các bác. Gần quá thì sợ nó mắc vào cái cần cổng kìa. Nhìn chứng là nó cách cách ra một chút là bên cạnh nó sát với lại cái nắp ô tô này luôn này. Đấy, nó hơi quệt vào cái ô tô này các bạn. Hơi quệt một chút rồi đấy. Cây như thế này thì nó không đổ được đâu các bác nhá. À, bây giờ mình chỉ cần sang như thế này nó phẳng ra nữa là ok thôi. Cái đấy bây giờ cháu phải đứng ngang chỗ của bác không có mắc cái cành này. Đã chờ cái xe nó ra đã. Vâng. Mắc. Cái đó mắc.
Đây nó có cả cục luôn. Nó có cả cục đây này. Cây này nó là cây măng này nhỉ. Cái này ở bên trên này nó mắc cái này. Này nó mắc cái cành ở trên này. Cho xe lùi vào và san mặt chỗ kia các bác nhá. Cho xe nó lùi vào. Đó. Bây giờ cái rễ nó tí dưới có cần vun nữa không? Bây giờ bởi vì cái rễ của nó còn thấp hơn mặt đất bằng này, bây giờ mình vun nó là có thể gì đâu. Sau này mình làm phễu này để mình tưới cho nước nó bón vào đấy thôi. Ví dụ cái cây của mình nó nổi ở trên thì mình mới cần cao hơn nó chứ. Bây giờ sâu hơn mặt đất thì mấy chục phân rồi. Đây, cái lỗ nó lúc mình đào ở đây các bác nhé. Xuống hết vỏ rồi kìa. Lùi lại đứng vuông vào theo cái vế bên này này đỡ mắc hơn các bác. Ông có này nó mắc dây điện này. Không ấy thì cháu lại cũng đứng, bây giờ bác đứng vuông vào đây này thì bác đưa qua đây này. Thì nó vừa đỡ mắc mà cháu lại đứng như kia vừa có chỗ làm. Đấy, định là lát nữa mình đứng ở đây cho mình san đất vào. Quay ra cái chỗ dầm mình nhá. Đấy, đúng như này là lát nữa mình có cái chỗ để mình quay lại đấy. Cái này thì lát nữa mình sẽ ủi xuống cái này thôi. Bởi vì là cái kia nó có cái phần dây điện đây kìa. Lên nhá. Giờ xước gốc nó bị xước rồi. Đấy. Rất là nắng. Thời tiết là rất là nắng các bác. Xe nó quay ra. Mình quay qua bên này nữa các bác. Người ta phải nhấc cao lên các bác nhá. Nhấc cao lên để cho qua cái biển di tích chùa Làng Khán kia. Xe này có vẻ hơi nhẹ. Nhấc lên cao cái này đung đưa là có phải muốn bỏng cái đít ra đây này thôi.
bây giờ mình sẽ sang chỗ máy anh em nhé. Đây. Cái vỏ ở trong. Vỏ ở trong đây à? Mình đúng kiểu trồng ba giống cắm ba hương à, thế này. Nhìn vuông mấy đường gì? Cho cái nắng xẹo ấy vào trong phía này. Lại xoay thôi. Người lại xoay đây. Cho hai cái cành kia nó ra ngoài thôi. Lại nhấc cái cáp lên, cho cáp. Sao mẹ này quay cái cây mà đã rồng rồi cho anh em xem. Đây này. Đấy, cái này là nó còn thấp hơn cái mặt đất này khoảng độ 30 phân anh em nhé. Thì để người ta tưới xung quanh là được. Đấy, cây này cũng khá là to đấy. Nhìn nó hết cả cái đấy nó khá là to các bạn nhé. Thầy vào xoay đi thầy. Như thế đấy. Đủn cân lên tí chưa? Đủn cân ra đi. Bây giờ cho ba cái này nó vuông mấy đường ấy, này đây à, để lấp đất trong chỉnh. Đấy, tránh cái dây điện một chút anh em nhé. Đây mình sẽ múc lấy một gầu ở đây. Cái đất này nó cũng là đất màu đây anh em. Còn cái đất này nó bị san sau. Cho nó ra cái kia. Bây giờ cho bỏ cáp xong mình sẽ xử lý sau nhá. Bây giờ để cho tháo cáp ra đã. Xong mình sẽ đứng ở đây để mình sửa. Bởi vì cái chỗ này nó mắc dây điện thì mình cũng không ấy được. Bây giờ gạt cái này ra. Xong một lát nữa mình sẽ sang phẳng cái chỗ này. Đây mình sẽ sang phẳng ra anh em nhé. Để cho có ba cái rồng cây vào đây. Thank you.
mắc cái dây điện thì mình có thể san được luôn, nhưng mà mắc cái dây điện nhanh quá. Xong rồi và đã hoàn thiện rồi. Bây giờ hôm nay mình để máy ở đây thôi, chờ ngày mai thì chiều tối này anh Sơn anh sẽ chuyển máy đi về thôi. Còn mình làm xong này thì mình cũng xin kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau nhé. Chúc các bác có một ngày làm việc hiệu quả. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới cái video này. Đó, ok thôi, chào mọi người nhé.